Hello, xin chào cả nhà. Đây là thành phố Edmonton, Canada. Ở trên kia là cái trung tâm thành phố. Hôm nay là tháng 12. Thời tiết chiều 1 độ C. Không có lạnh vậy. Hôm nay mà đi bộ là rất là tuyệt vời. Là đưa quý vị đi xuống cái sông và đi bộ một cái đường của bà Louise McKinney. Ở dưới kia là con sông, bây giờ nó lạnh, nó đóng băng hết rồi. Quý vị có thể ra đây đứng nhìn cái sông. Quý vị có thể chụp hình. Mà quý vị đừng có đi xuống dưới cái sông đó, đó rất là nguy hiểm. Con sông này là có tên là sông Bắc Saskatchewan, có nghĩa là nó nổi tiếng từ cái tỉnh khác, tỉnh kia gọi là Saskatchewan. Ở trước mặt quý vị kìa, có cái con thuyền kìa. Con thuyền đó mùa hè đó, quý vị có thể đi mua vé xuống và đi du lịch trên con thuyền này rất là đẹp. Quý vị đừng có xuống sông nha, rất là nguy hiểm. Ở trên kia là thành phố Edmonton. Đây là con đường đi bộ, nó rất là dài. Và bên cái lề đường á, có rất là nhiều ghế để cho quý vị có thể ngồi để hóng mát, nhìn cảnh. Bây giờ mà xuống để ngồi rất là thơ mộng. Bầu trời rất là đẹp, trừ một độ thôi, đi bộ rất là mát. Đây còn có một chỗ nữa để cho quý vị đi ra đây để nhìn cái cảnh của sông đó. Đằng trước là cái chiếc tàu đó, quý vị có thể xuống thuê và đi du lịch đó, đi chơi đó. Đường này dài khoảng chừng 2,4 km, đi vòng vòng vậy đó. Nếu mà quý vị đi bộ ở đây thì khoảng chừng cỡ 35 phút là quý bộ đi hết cái con đường mòn này. Ở trên cái đồi đó đó là có cái bãi đậu xe ở vào cái lối vào của cái đồi á. Có một bãi thì quý vị phải trả tiền, với có một bãi thì đậu miễn phí. Một cái bãi mà đậu miễn phí thì quý vị chỉ có đậu được 2 giờ, cho nên quý vị phải cẩn thận á, cẩn trọng á.
đến sau khoảng 2 giờ là trước 2 giờ là phải về, không thì bị phạt á. Đấy, họ có ghi là về cái lịch sử của cái con đường này này. Quý vị nào ở đây, quý vị có thể xuống đây để coi cho biết ha. Thuyền này đó, quý vị có thể qua bên cái sông bên kia, nó có cái bãi đậu xe và bên kia quý vị có thể là mua vé đi. Tốt hơn là quý vị mua vé trên mạng á, quý vị giành được cái chỗ của mình á, xuống đó nhiều lúc nó không có vé đâu. Mùa hè nó bán rất đắt. Tuyệt, nó làm cọc cọc giống như mà ở Việt Nam mình làm muối quá quý vị ạ. Cái đó mà làm muối thì chắc bán không ai mua. Muối này chắc muối ngọt. Nhưng quý vị đi thẳng đây đâu, khi đó còn một cái quán cà phê hơi xa 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 chút, còn một cái quán đó. Cái quán đó thì họ cho thuê mấy cái xe gọi là Segway với mấy cái đồ chơi thể thao và mấy cái tour đi du lịch đó. Đó, chiếc xe Segway là giống như cái hình đó đó. Quý vị nào mà chưa đăng ký, quý vị giúp mình đăng ký ha. Cảm ơn nhiều. Subscribe, please. Bây giờ thì mình đang cần người đăng ký rất là nhiều, trên 1.000 người ở quý vị. Thì mình mới kiếm được cái tiền ở trên YouTube nó mà trả cho mình. Bên tay phải thì cũng có cái cầu thang, quý vị đi lên cái bãi đậu xe ha. Còn bên trái đây thì cũng có cái chỗ để quý vị có thể ra đứng chụp hình nhìn cái cảnh. Đằng xa bên trái kia đó có cái cầu đó nó hơi giống giống cầu Tràng Tiền ha. Nhìn lên cái bầu trời nhìn thấy đẹp không quý vị, hoàng hôn đang xuống đó, thơ mộng quá. Nếu quý vị nhìn thẳng đầu kia đó, ngay giữa đó, giữa cái hình thì quý vị đang nhìn đó, nó có cái một cái nó làm một cái giống như một cái cầu vậy đó, một cái chỗ mà quý vị có thể đi ra ở đó đó, rồi quý vị có thể chụp hình nhìn cái cảnh qua bên sông kia rất là đẹp. Đây là cái bãi họ cho mấy cái thuyền đó, cái thuyền họ có thể cắm ở đây. Ví dụ người quý vị có thuyền đó, quý vị có thể xuống đây rồi chèo thuyền ở đây ha. Mà bây giờ thì mùa đông đó, quý vị đừng có xuống ha. Quý vị thấy mấy cái nó đóng băng rồi, nó bể, nó hư hết rồi. Nhìn qua bên cái cầu đó đẹp không quý vị?
dừng ở đây chụp một cái tấm hình đó, thì rất là đẹp. Hè và mùa thu quý vị xuống và đi ở đây là cái mấy cái nhánh đó nó rất xanh, rồi mùa thu thì nó vàng rất là đẹp. Quý vị nào có xe đạp đó, quý vị có thể đem xe đạp xuống đây để đi, tại cái đường này nó hơi dài, đi bộ mà cỡ 35 phút thì cũng ok. Có xe đạp và thì quý vị có thể đi dài 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 hơn nữa. Trước đó đó quý vị có thể đi lên ở trên đó, rồi quý vị có thể nhìn thành phố, rồi quý vị có thể nhìn qua bên cái sông bên kia. Rồi quý vị nào mà đi bộ lên không được đó, ở đó nó có cái thang máy bằng điện đó, quý vị có thể đi thang máy bằng điện. Nếu quý vị mà có con nhỏ đó, có mấy cái xe đẩy con nhỏ, quý vị đi xe đạp thì quý vị có thể vô cái thang máy đó rồi quý vị đi lên. Còn quý vị nào mà muốn đi bộ rồi thì quý vị có thể đi bộ rồi đi lên cái tầng cấp á. Đó, quý vị thấy ở trên đó cũng có người họ đang nhìn, đang xem á. Đó là cái thang máy ở trong cái gương đó, đó là cái thang máy á, quý vị có thể là đi vô để đi lên á. Đây là cái đường ở cái cầu tầng cấp á, quý vị có thể đi đi lên, đi bộ lên. Đi bộ lên hơi mệt chút xíu, mình đi cái thang máy, còn cái thang máy của đứa cháu nó đang quay. Rồi, lên tới rồi đó quý vị. Trước mặt quý vị là cái cầu đó là Edmonton mới xây hình như được năm rưỡi hay năm gì đó. Cái cầu đó không phải là ông, cái cầu đó là cái cầu xây vừa rồi, xây xong vừa rồi mà mới mở là vừa tháng 11. Đây cũng có một người họ cũng đang đứng để chụp hình quay phim này. Đó, quý vị nhìn thấy cái cầu đó giống giống cái cầu Tràng Tiền đứng đây mà chụp bộ hình thì đẹp quá. Ôi, xin chào quý vị ạ.